em và bạn ấy là bạn thân với nhau 6-7 năm rồi. Vì thân thiết, lại hợp một số sở thích nên em thường hay nói chuyện, trêu đùa bạn ấy rất thoải mái và thường nhậu một số việc, nhưng mà chỉ trong phạm vi bạn bè thôi. Em chưa bao giờ tỏ ý này nọ. Ủa? Gì đây? Mũi đầu giống đùi ba. Mũi xíu xíu à. Nè xíu xíu luôn nè. Đúng rồi, mũi con chỗ giống đúng rồi. Trời ơi, sao giống y chang vậy? Thì nó giống thôi. Ăn cái gì mà mặt đùi giống đùi ba. Nha, nó mới chở nha. Ôm bán đầu giờ đã khác rồi. Biết đâu mai này anh. Vào một ngày đẹp trời, tôi cùng bạn ấy đi dạo. Chúng tôi rất là thoải mái, cùng nhau nói chuyện. Mém tít còn đánh bạn đó nữa kìa. Rồi đột nhiên có một cơn gió luồn vào mũi tôi. Tôi ho. Vậy đó. Rồi bạn đó sờ đầu, sờ cổ, sờ ngực. Rồi tôi chửi bạn xàm quá. Rồi tôi nói, tôi không bị gì hết á. Khùng hả? Tao không bị sao hết, tao khỏe mà. Chiều hôm đó, bạn ấy gọi tôi ra ngoài, đưa thuốc cho tôi. Tôi hỏi, thuốc gì đây? Bạn ấy trả lời, thuốc ho. Nhiều lúc thấy bạn đối xử với em khá đặc biệt, em chỉ nghĩ bạn ấy thuốc bụng, thế thôi. Dạo gần đây, bạn ấy có vẻ hiểu lầm. Bạn ấy hỏi em quan hệ của cả hai là gì và nói bóng gió thích em. Em trả lời dứt khoát là bạn thân. Sau đó, em tỏ ra như chưa có chuyện gì để bạn ấy khỏi khó xử. Ê thầy, tao với mày chơi nhau 6-7 năm mà. Thì mối quan hệ tao với mày này, cái gì? Chị em bạn gì? Chị em chú bác. Chứ giờ mày muốn sao? Chơi nhau 6-7 năm rồi giờ mày còn hỏi nữa. Rõ quá rồi, hỏi gì? Ê, ngoài đồng hẻm mới có quán trà sữa ngon lắm, lát đi không? Mày bao ba nha. Hình như là lần nào đi tôi cũng bao mà. Ừ, thì nói vậy thôi, nhưng bộ nói vậy thôi chắc ăn lỡ đâu ra mày quỵt sao? Ừ. À, mà tôi nói mày nghe nè. À, qua đi ỉa, cái tự nhiên tôi thấy tôi thích con nhỏ kia ghê. Mà... cái gì đi ỉa, tự nhiên đi ỉa ba. Nó không phải thích nó, yếu luôn rồi. Yếu luôn? Ừ, thiệt. Đồ, con nhỏ nào mà thúi quắc vậy? Cái gì mà hết hình lắm á. Mày nghĩ gây trà sữa của mày mày còn bỏ được. Chứ mà đi ẻ rồi sao mày bỏ được. Ngày nào mày không ẻ là tao thương nó hằng ngày luôn á. Mày so sánh nó như cứt luôn á. Thôi nói chung là tôi thấy dễ thương lắm. Mà sao? Ờ, giờ nó có đẹp hơn tao không? À, nó được cái mỏi chà chà như chi qua qua á. Nó có tóc vàng vàng giống như chó phèn á. Rồi nó đeo mắt kiến rồi nó hay mang giày trắng đi học. Sao càng kể càng giống ta vậy mày? Ý mày nói là con chó đúng không? Có, tao nói thiệt, tao yêu nó thiệt rồi. Tao bị giảm mày. Mơ mộng hảo huyền hả? Đừng có mơ mộng hảo huyền như con. Còn lâu mới có cửa với chị như con nha. Vậy? Cái váy. Ờ, cái váy rồi sao? Tao mới đồ hôm qua. Ừ. Nhìn coi đẹp không? Trời ơi, đưa cho coi tư vấn mà làm kiểu gớm xấu như cái mỏ mày luôn á. Mày nhìn lại đi, giống cái mỏ mày hơn chó. Mày chửi, mày chửi tao, mày chửi tao. Sau ngày hôm đó, em cảm thấy bạn ấy đã thay đổi một chút về cách cư xử và tạo khoảng cách giữa cả hai. Tại tôi đang bận suy nghĩ bài tập trên lớp tập hồi nãy đó, cho nên đâu có nghe bà Kiều đâu. Mình sao dạo giờ thấy lơ lơ tôi vậy? Nhắn tin không trả lời. Không tiếp trà sữa qua cho tôi nữa luôn. Tôi bận. Bận gì mà thôi, bận không có liên quan tới tôi. Giờ chiều nay nè, chở tôi lấy cái đầm một bữa order có rồi á. Ờ, cho một ly trà sữa pan trà phun topping luôn. Tôi không phải uống trà sữa. Nó giận á chứ chiều nay tôi mất quần ở đó bà nội. Ủa, đá banh 2-4-6 mà, bữa nay ngày lẻ mà. À, mới đổi lịch. À, mà thôi đi, tôi đang để quên cái tờ nhắc trên lớp á. Mày ngồi đây nha, tôi đi chỉnh á.
em cảm thấy rất khó chịu về chuyện này, vì bản thân em rất quý bạn ấy. Em cảm thấy phải chăng mình đã rất tham lam khi vừa muốn có một tình bạn lại muốn được bạn ấy đối xử đặc biệt. Em nên giải quyết như thế nào? Ok, bây giờ mình quay lại câu chuyện thì Cái mít vô xíu. Ok, bây giờ quay lại câu chuyện thì bạn nữ trong clip có hỏi là: em cảm thấy khó chịu về chuyện này vì em rất quý bạn ấy. Em cảm thấy phải chăng mình rất tham lam khi vừa muốn có tình bạn lại muốn được đối xử đặc biệt. Em nên giải quyết như thế nào ạ? Bây giờ là câu trả lời của bạn thân. Mà sao không cho anh sói nói trước đi? Ok, tham lam thì chắc chắn là bạn đó sẽ tham lam rồi. Tại vì bạn đó vừa muốn một tình bạn mà còn muốn một tình thân thiết nữa thì thật sự là rất tham lam. Bạn ấy rất tham lam. Là tại vì cuộc sống này không ai cho không ai cái gì hết. Người ta yêu thương thì người ta mới dành những tình cảm lo lắng đặc biệt. Đối với bạn thân thì nó sẽ có một mức độ nào đó thôi. Nó không có hoàn hảo là đến nỗi mà bất kỳ giờ nào cũng phải có mặt trên mọi mặt trận. Để cái người đó cần là sẽ có mặt. Bạn ấy muốn có vừa tình bạn mà vừa có sự quan tâm đặc biệt thì nó sẽ là không thể xảy ra. Thì mình là bạn nữ trong clip trên thì cũng đồng tình với lại quan điểm của hai người. Thì mình nghĩ là mối giải quyết này chỉ có thể giải quyết cho nó điều hòa lại tình bạn này thôi, chứ không thể nào thân như trước được. Thì có thể là cứ như vậy thì bạn trai kia đã thầm thương chậm nhớ, thì có thể là bạn đó một hai vài ngày sau thì bạn đó sẽ bình thường lại. Bình thường lại thì cứ nói chuyện bình thường lại thôi về một tình bạn thân chứ không cần thiết nữa. Okay. Giải hòa và trở về là dưới mức độ bạn bè. Và tôi chắc chắn một điều là sẽ không còn thân thiết như xưa, và sự quan tâm đặc biệt đó không còn dành cho người phụ nữ này nữa. Ok, okay. Cảm ơn bạn tham lam quá. Cảm ơn. Rồi, bạn là một người tham lam. Đây là mọi. Nói chung là mình làm cái clip này thì cái câu chuyện này khi mà đọc vô là muốn sôi máu rồi. Nhưng mà cũng phải dựng lên. Và cái hướng giải quyết này là bạn nhắn tin với bạn nam đó, và là bạn này có bồ rồi, và cho cơ hội bạn nam đó đi ra khác để cô gái, hay bạn đừng có mà dính dáng với bạn nam này nữa. Từ sao anh, rồi. Anh không cho họ yêu luôn. Ok, tôi đồng ý. Bây giờ bé này đâu muốn yêu đâu, chỉ là bạn thôi. Thì cách giải quyết có nghĩa là: một là anh nhắn tin là tôi có bồ rồi, nhưng mà thật sự là chưa có bồ, cũng là một nói dối. Ồ ha. Còn hai bây là... giờ là còn một ý nữa là bạn gái này nên yêu chàng trai đó, vì chàng trai đó 6-7 năm rồi vẫn yêu một mình bạn, lo lắng cho bạn, thì bạn mở lòng một chút xíu. Bây giờ không có bạn thân nữa, thấy không? Cưới một người bạn thân rất là tốt, vì người đó biết rõ rất là mình rồi. Ha, vậy ha. Sai. Đó, em thấy sai. Sao? Bởi vì á, nếu mà cái người phụ nữ này người ta chỉ dối lòng để yêu cái bạn nam đó thì chẳng khác gì gián tiếp làm bạn nam tổn thương thêm. Không có dối lòng đâu, bây giờ mở lòng ra. Là mở lòng á. Bây giờ nếu mà người ta mở lòng thì người ta đã mở lòng từ trước rồi. Người ta đã có ấn tượng thì người ta muốn yêu, người ta muốn tiến tới thì đã có từ trước rồi, chứ đâu phải chờ cái thời gian bây giờ người ta mới bắt đầu. Không, là tại vì cái bạn nữ này chưa có thông suốt được với là đang lựa chọn một người khác. Nhưng mà thật sự một người bạn trai á mà yêu mình 6-7 năm không phải dễ. Thật chất như anh sói đây. Thấy chưa? Cảm ơn các bạn. Yêu một lúc 2-3 đứa. What the... Thấy chưa? Nên suy nghĩ lại và mở lòng ra cho bạn nam là một cơ hội. Và ok, mình có thể giải quyết trong vòng 3 tháng. Mình quen nhau thử 3 tháng đi. Không được thì thôi, mình trở lại là bạn bè bình thường thôi. Đâu có mất bạn đâu, mất bạn không? Mất luôn, mất luôn. Bây giờ cũng mất rồi. Đường nào cũng mất rồi. Ok. Đường cũng mất rồi. Rồi ok, nhưng mà tôi xin lại 30 giây cái nè. Anh ơi, cái máy đang quay anh hay tính chính lại là sói rất chung tình được không? Ok, một người yêu 7-8 năm thật là khó, không phải như anh sói đâu. Anh sói một 2 tháng là bỏ rồi. Nên một bạn trai mà yêu là 6-7 năm rất là khó. Nên cho anh ấy một cơ hội. Vậy nha. Xin mời nha. Ok. Tính chính là được.